kênh Chợ Đầu Mối. Mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu nha quý vị. Rồi rất nhiều cái mặt hàng trái cây ở bên trong chợ quý vị. Ngay đây là giữa A19 của Thận bán quý vị. Đây là Thận nè quý vị. Có đi tham quan du lịch ghé chợ là ủng hộ anh Thận quý vị. A19 Bảy Thận có biệt danh là CR7 đang sắp quý vị. Bây giờ là 12:45, nửa đêm không quý vị. Rồi hôm nay là mình xoài cát Hòa Lộc á, tại giờ nó cũng hết mùa quý vị. Nó xoài cát Hòa Lộc tại chợ Đầu Mối Hóc Môn nó lên giá nha quý vị. Thì ở xoài cát Hòa Lộc đây là có hai loại, một loại nhất á, loại đẹp nhất á, trái cả 700-800 gram á, thì 35.000 đồng một ký. Còn cái loại nhỏ thì 20.000 đồng một ký. Thì trước mặt các bạn là cái đó là loại nhỏ đó, 20.000 đồng một ký. Xoài cát Chu 25.000 đồng một ký, mặn hồng đào đá 10.000 đồng một ký, ổi ruby 10.000 đồng một ký, ổi trân châu 10.000 đồng một ký, bơ 034 30.000 đồng một ký, xoài keo 7.000 đồng một ký, táo đường Ninh Thuận và đây quý vị là 40.000 đồng một ký, nho đỏ Ninh Thuận 40.000 đồng ký, măng cục của bạn hỏi á, có bạn trên kênh mình hỏi măng cục, rồi trình báo cho cái bạn lớn tuổi đó, rồi báo cho cô luôn, măng cục của cô đây. $63.000 một ký. Rồi mình vô chi tiết luôn nha quý vị. Đây là măng cục mà 63.000 nè, măng cục vườn đó quý vị. Nhưng mà mình phải mua một thùng ở nha mới có giá 63.000 nha quý vị. Một thùng 25 kg đó, chứ không phải là mình vô đây mà mình nói mình mua mà 2-3 kg, 1-2 kg, 5-10 kg là không được nha. Mua 10 kg cũng không quán nữa nha quý vị. Chợ Đầu Mối, ba họ bán nguyên thùng vậy đó. Thông báo đến quý nhân dân kinh doanh tại chợ về việc điều chỉnh tăng giá điện sinh hoạt phục vụ cho hoạt động đó tại nhà lồng. 63.000 đồng một ký, một thùng 25 kg. Và mức giá dịch vụ chạy du lịch tại bãi lưu động container như sau. Một, về đơn giá điện sử dụng dưới đáng phục vụ. Còn bên đây quý vị, đó bên đây táo đường Ninh Thuận 40.000 đồng ký, mà mình phải mua một thùng nha quý vị. Một thùng 20 kg, rồi nho đỏ cũng vậy quý vị, một thùng 20 kg mà mình cũng phải 40.000 đồng một ký, mình phải mua một thùng 20 kg, tại vì nó nguyên thùng vậy, phải mua nguyên thùng quý vị. Một khách hàng từ 501 kWh trở lên, đơn giá điều chỉnh là 3.100. Đây là sò cát Hòa Lộc mà loại này loại nhỏ quý vị, trái nó nhỏ. 3.025 đồng trên 1 kWh. Trái nó nhỏ, về đơn giá điện lạnh tại khu vực này cỡ chừng hơn 200 gram gì đó, trong nhà lồng quá lớn nhỏ. Cái này là loại này là 20.000 đồng một ký hiện tại bây giờ, còn mặn hồng đầu đá đây là cái gì, mặn hồng đào đá này là 10.000 một ký, mà một thùng này là 20 kg, mình phải mua nguyên thùng vậy quý vị. Thì trên kênh Chợ Đầu Mối của mình đó, bây giờ hôm nay là mình có nhận mình ship hàng đi á quý vị. Quý vị có mua hàng trong chợ Đầu Mối thì cứ liên hệ tới mình để mình cho anh em á ở bên mình để họ ship hàng cho quý vị. Quý vị phí ship là cứ 2.000 đồng một ký ở khu vực trung tâm thành phố nha quý vị, là 2.000 đồng một ký. Ở xa nữa thì nó phải cao hơn nha quý vị. Ở đây là vừa 29 đó, á ở ruby này quý vị, ruby với trân châu này là 100.000 đồng một bịch, một bịch 10 ký quý vị là 10.000 đồng một ký. Ổi 10.000 đồng mãi vô.
đối với dịch vụ chạy điện lập tại bãi container. Còn này là bơ 034 quý vị. Bơ 034 này á này. Cái này nó một sọt nha quý vị, nó sọt 20 kg đủ lên. Mình ưng sọt nào lấy sọt đó là ta cân cho mình. Là 30.000 đồng, 30.000 đồng 1 kg bơ 034 nha quý vị. Nó bán theo sọt vậy. Đây là sọt keo á quý vị. Sọt keo này rẻ quý vị. À, 10 kg đó 70.000 là 7.000 đồng ký. Chanh dây quý vị. Chanh dây 15.000. 150.000 một bịch 10 kg. 15.000 đồng ký quý vị, chanh dây. Dâu quý vị, dâu rẻ quý vị. Dâu thùng dâu anh em ấy, ở trong đây thông tin anh em nói là 160-170 gì một thùng 20 kg quý vị. 8.000-9.000. Đâu bãi lấy cái thùng xài của tôi xuống mua xuống coi. Vàng thiệt mà, mình là nổi tiếng là vàng thiệt không chơi lửa mà. Cuối thùng luôn, đặt hết ra cho bà con cộng đồng mạng xem luôn. Cần tử xe rồi bãi. Chơi luôn, chơi luôn. Cần 100 kg mà, mình cần 1 kg thôi. Wow, 1 kg luôn. Mà không biết nó đúng hay không thôi. Ở đây đâu có cần nhỏ hả? Ồ. Mẹ ơi. Đúng VIP luôn quý vị. Ê, không lẽ từ trên dưới nó vậy không? Nè bạn. Thằng siêu thị nè. Quá trời ha. Mà có cái thùng 18 kg thì ra tôi lấy luôn. Thùng cuối cùng không? Cái này là nó ngay mình mua cho khách của mình cũng may mắn nha quý vị, tại vì là nó không có 50.000 á. 50.000 á. Má ơi. Wow. Tại cái giữ là cái giữ là có trong đây khôi hồi ra có cọp bay ra sao bạn cứ giữ. 18 kg quý vị. Tại thùng này 18 kg chứ không có bao giờ cái thùng nào. Theo cái giá thị trường của hổm là ngày đó từ 90. Mới đạn rẻ lên. Giờ nó ra 50. 50 hả? Mà chưa có giá mà. Nó cỡ 50. Hàng VIP. Hàng VIP vậy hả? Nếu mà vô cái nghịch của nó là từ 90-100 ngàn. Trái gần ký đô quý vị. Hay chắc là bãi thật chắc đây mình quay miếng coi bãi thật đó khách hàng có thấy gì đâu, mình mua mà chơi luôn, bao nhiêu cũng mua á. Giờ em thấy trái xài đi hết nổi rồi, thấy dưới này nè má, cái mấy trái coi trái hết rồi đi, tôi mua mà. Nhân hồi nó chắc vô tôi
Đó, kiểm tra luôn từ trên dưới luôn. Mua mà có quyền mà. Giờ bán nhiều không hả? Nóng lên rồi. Trời ơi trời. Wow. Vàng thiệt không cho lửa nha bà con. Vàng thiệt không cho lửa nha bà con. Ở cho khui ra luôn. Wow. Rồi chắc chén lên nữa bây thật chắc hết ra coi. Chắc thì chắc hết ra hồi chắc lại em. Đi được coi. Ờ hết luôn. Tới đáy luôn đó. Tới đáy luôn rồi quý vị. Nó có hai lớp à. Đó. Trái nào như trái nào quý vị. Năm chục ngàn ký quý vị. Tự động nó chơi về bán thiệt quý vị. Năm chục ngàn ký. Rồi 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 ấy ấy bỏ vô bỏ vô đi. Chút nữa ra, bỏ xe tôi. Wow. 10 trái như 10. Này phải đi chân ra một kia để tôi lấy cái hình ảnh làm cái hình nền đồ phải thận cho bỏ ở đây. Bên đây ba thành lòng mình mua hộ mà quý vị cứ ở chợ bán giá nào thì mình mua giá đó quý vị. Rồi quý anh chị em á có kênh, có tin tưởng kênh chợ đầu mối mua ủng hộ thì phải chuyển tiền nha quý vị. Phải chuyển tiền mình mới dám mua chứ còn cứ gọi vô mà không có chuyển tiền là mình không có mua được nha quý vị. Phải chuyển tiền đặt cọc thì mình mới mua được. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.